Thưa quý vị, tại Bắc Bộ, những sóng lạnh ở phía Bắc sẽ tăng cường xuống nước ta, nhưng với cường độ khá yếu và với hướng di chuyển lệch về phía đông, vì thế chủ yếu nó chỉ tác động tới các tỉnh phía đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực này sẽ có nhiều mây hơn, có lúc có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ ở các tỉnh thành phía đông Bắc Bộ trong đêm nay sẽ dao động ở ngưỡng từ 21 đến 24 độ, riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn là dưới 20 độ, nên trời vẫn có cảm giác rét nhẹ. Tại các khu vực khác trời se lạnh về đêm và sáng. Còn nhiệt độ trong ngày mai ở đây sẽ phổ biến trong khoảng 28 đến 30 độ. Đối với các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ hầu như ít chịu tác động của đợt tăng cường lần này, vì thế thời tiết không thay đổi, trời ít mưa, sáng sớm và sáng có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến từ 29 cho tới 31 độ. Quá trình tăng cường xuống nước ta của khối không khí lạnh cũng gây tăng cường mưa cho các tỉnh thành miền Trung. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào cho tới Bình Thuận hầu hết đều có mưa. Trong đó, vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Vì thế, tại khu vực này vẫn cần tiếp tục cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ hay sạt lở đất trên các sườn dốc. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở Trung Bộ không cao, hầu hết đều dao động ở ngưỡng 27 đến 30 độ. Nhiễu động gió đông cũng tác động đến các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai. Trong đó, thời điểm đêm nay và chiều tối mai trên cả hai khu vực đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và mưa to. Nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông còn có gió mạnh ở mức cấp 6, còn lại các khu vực khác đều chỉ có gió phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Mưa dông thì vẫn duy trì trên các vùng biển từ Quảng Nam trở xuống đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, cũng như khu vực giữa và nam của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa với diện rải rác, nên tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 tới 10 km trong mưa, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió rất nguy hiểm.